오구나. Tập này mới chứ nó quen cái gì vậy? Bà ấm mất nổi rồi bà, về bà dùng phương pháp nghỉ ấm rồi. Bà chịu hết nổi rồi. Xin lỗi bà nội, chịu không nổi rồi. Nhưng mà bán cho bà gặp. Chị ngại mới được lạc nè. Ba tháng chị tới lạc hả? Chồng kêu cho bú tới 5 lần á. Ừ. Gì? Không biết thì nào mới hết nữa nè.